Rồi một tỷ kheo đi đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: ở đây bạch Thế Tôn, các tỷ kheo ở Kosambi. Như vậy thì cái bài kinh này có từ có cái tựa đề là Kosambi Giá, có nghĩa rằng là cái câu chuyện này đó, nó được phát sinh tại cái thành phố, ở tại một cái vùng tên là Kosambi Giá, và ở nơi đó các vị tỷ kheo sống tại Kosambi đó có những cuộc tranh luận, rồi có những cuộc đấu tranh nhau đả thương bằng những binh khí miệng lưỡi, và họ không tự thông cảm nhau, không chấp nhận thông cảm nhau, đưa ra sự hòa giải không chấp nhận. Và đây là cái gì? Đây là cái bắt đầu cho cái duyên sự của cái tên gọi của bài kinh này là Kosambi Giá. Tại vì cái câu chuyện này nó xuất phát từ ở chỗ chỗ này, câu việc mà các vị tỳ kheo mà không có sống hòa hợp nhau. Rồi Thế Tôn gọi vị tỳ kheo bảo như sau: này các tỳ kheo, hãy đi và nhân danh ta bảo các tỳ kheo ấy như sau: bậc đạo sư gọi chư tôn giả, thưa vâng bậc Thế Tôn. Tỳ kheo ấy phân đáp Thế Tôn: Thế Tôn đến chỗ ở các vị tỳ kheo, sau khi đến liền thưa với các tỳ kheo ấy: bậc đạo sư cho gọi chư tôn giả, hiền giả. Vâng, các tỳ kheo ấy vâng đáp đến chỗ Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với tỳ kheo, các tỳ kheo đang ngồi xuống một bên: này các tỳ kheo, có đúng thật chăng các ông sống cạnh tranh, tranh luận, đấu tranh, đả thương nhau bằng những binh khí miệng lưỡi, và các ông tự không thông cảm nhau, không chấp nhận thông cảm nhau, không tự hòa giải nhau, không chấp nhận sự hòa giải? Đức Phật ngày lập lại câu hỏi: có phải là cái sự việc như vậy không? Dù rằng là đã có người cho ngài biết là cái sự việc nó xảy ra như vậy, nhưng mà ngài muốn rằng là những người đương sự đó, những người mà trong cái sự việc đó, ngài muốn xác định là có đúng như vậy không. Thì các vị đó là các vị tỳ kheo ở Kosambi xác định: dạ bạch Thế Tôn, đúng vậy. Dạ. Và Đức Phật nói rằng: này các tỳ kheo, các ông nghĩ như thế nào, trong khi các ông sống cạnh tranh, tranh luận, đấu tranh, đả thương nhau, vân vân. Trong khi các ông có an trú thân từ hành đối với các vị đồng phạm hạnh, trước mặt lẫn sau lưng các ông có an trú từ từ khẩu hành đối với các vị đồng phạm hạnh, trước mặt sau lưng các ông có an trú từ ý hành trước mặt lẫn sau lưng không? Ở đây ngài nói rằng là ngài hỏi rằng là khi mà trong khi các ông sống cạnh tranh, lên lượng lẫn nhau, đã thương nhau miệng lưỡi binh khí đó, thì quý vị có an trú là từ thân hành. Dạ. Rồi tiếp theo theo là có an trú từ khẩu hành không? Dạ. Rồi có an trú từ ý hành không? Tại vì khi mình tu tâm từ á, là mình phải tu luôn cả thân khẩu ý. Có nghĩa là khi mà mình muốn muốn có thân nghiệp từ, có khẩu nghiệp từ á, thì mình bằng cách là mình phải 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 rải tâm từ thường xuyên. Tại vì rải tâm từ đó là nuôi dưỡng cái ý nghiệp từ. Dạ, tại vì nếu mà mình không có rải tâm từ thường xuyên á, thì mình không có nuôi dưỡng cái ý niệm nghiệp từ á, thì cái thân nghiệp từ và cái khẩu nghiệp từ không không có. Và ở đây Đức Phật ngài có nói rằng: hãy, nếu mà một người sống với cái tâm từ á, thì với cái thân nghiệp từ, khẩu nghiệp từ như như vậy đó, thì với cái ý nghiệp từ đó, thì những cái việc này mình có tu tập ở trước trước mặt lẫn sau lưng không? Các vị không? Dạ thưa bà Thế Tôn, không. Dạ. Như vậy các ông đã chấp nhận rằng trong khi các ông sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đã thương nhau mình lúc mình khởi, thì không có an trú trong thân nghiệp từ, khẩu nghiệp từ, ý nghiệp từ, đúng không? Dạ. Như vậy các ông, như vậy này các kẻ mê mờ kia, do biết gì, do thấy gì các ông sống cạnh tranh, tranh luận, đổ đá miệng lưỡi, các ông không chấp nhận, vân vân. Dạ. Đức Phật ngài nói rằng là cái đoạn ở chỗ này là các ông đã xác nhận rằng các ông sống tranh luận, đã thương nhau bằng những cái lời làm tổn thương nhau bằng thân hành, khẩu hành, và không có an trú vào thân nghiệp từ, khẩu nghiệp từ, ý nghiệp từ đối với các vật đồng phẩm hạnh như vậy đó, thì ngài gọi các ông kia là những kẻ mê mờ kia.
Do biết gì, do thấy gì mà các ông cạnh tranh nhau? Đức Phật nó không có lý do gì sống chung nhau, và mình phải có một cái động lực nào lớn lắm đó, thì mình mới mới đánh mất được cái đời sống tâm tự như vậy. Tại vì đời sống tâm tự là đời sống của hàng xuất gia mà, hàng xuất gia phải có thân nghiệp tự, khẩu nghiệp tự, ý nghiệp tự. Mà tại sao vì một cái gì mà ông đánh đánh mất đi cái đời sống phạm 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 hạnh như vậy? Chà, rồi Thế Tôn bảo các tỷ kheo này, các tỷ kheo có xá pháp này cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tương thân tương kính để đưa đến sự hòa đồng, tranh luận, hòa hợp nhất trí. Thế nào là sáu? Ở đây an trú trong từ thân hành, từ thân hành đối với các vị đồng phạm hạnh, trước mặt hay lẫn sau lưng phải ghi nhớ. Có nghĩa là cho dù trước mặt hay là sau sau lưng gì, khi mà sống chung với nhau thì mình phải có cái tâm từ. Sẽ remove cái highlight này. Đó là một. Rồi phải an trú với cái khẩu, phải an trú trong khẩu nghiệp từ. Là cái thứ thứ hai. Rồi phải an trú trong trong ý hành. Là cái thứ ba. Rồi phải đối với các tài vật nhận được đúng pháp hợp pháp, cho đến những tài liệu vật thâu nhận trong bình bát, tỷ kheo phải là người san sẻ nhận được, phải có sự san sẻ chung các phần, phải có giới đức. Pháp này cần ghi nhớ, tạo thành tương thân tương ái tương kính, sự hòa hợp giữa được. Có nghĩa rằng là chúng ta phải phải san sẻ đây, chúng ta và phải san sẻ với các vị đồng phẩm hạnh. Gọi như lợi hòa đồng quân á, lợi hòa đồng quân á. Rồi lại nữa này, các tỷ kheo đối với giới luật không vi phạm, không tì vết, không có vẩn đục, không có tẩy tà tâm, không bị chấp trước đưa đến thiền định, tỷ kheo sống thành thật với lược vị ấy, sống trước mặt lương vị ấy cần phải ghi nhớ, tạo thành thì đây là phải có đồng giới luật. Rồi tiếp theo phải có trì kiến, kiến hòa đồng giải. Thì sáu cái này, thân hành, khẩu hành, ý hành, và mình phải có lợi lộc, mình phải chia đều. Giới luật thì phải gìn giữ giống nhau, và tri kiến thì mình phải hiểu giống nhau. Thì sáu cái pháp này được gọi là sáu pháp lục hòa. Rồi này các tỷ kheo, sáu pháp này cần phải ghi nhớ, tạo thành tương thân tương ái tương kính. Tại vì nhờ chính cái sáu pháp này đưa đến sự hòa đồng. Sự hòa đồng đây. Sáu pháp này chính là những cái pháp lục hòa đó. Trong sáu pháp cần phải ghi nhớ này, có một pháp tối thượng thâu nhiếp tất cả các diện mối, chính là tri kiến. Như vậy thì trong sáu cái pháp lục hòa này á, cái tri kiến này á, là cái trong sáu pháp lục hòa thì cái tri kiến đó chính là cái chính. Bởi vì chính vì chúng ta không có tri kiến tương đồng, cho nên nó dễ nảy sinh ra nhiều cái vấn đề khác nhau. Thuộc về bậc thánh, cái khả năng hướng thượng khiến thực hành chân chánh diệt tận khổ đau này, các tỷ kheo ví như là một cái căn nhà mái nhọn có tháp, và một pháp tương đối thâu nhiếp tất cả làm giường mối cho tất cả, chính là cái mái nhọn. Cũng vậy này các tỷ kheo, trong sáu pháp cần phải ghi nhớ này, có một pháp tối thượng thâu nhiếp tất cả làm giường mối cho tất cả, đó chính là tri kiến. Thuộc về bậc thánh có khả năng hướng thượng, bởi vì Đức Phật ngài nói rằng đó, tuy rằng là trong sáu pháp lục hòa này đó, là để chúng ta sống lẫn nhau, nhưng mà trong đó đó một người đó mà có tri kiến đúng đắn đó, thì họ sẽ không làm những cái chuyện sai. Mà tri kiến ở đây là cái gì? Đó là chúng ta thấy triệt
thấy được cái bản chất thật của đời sống, mà tri kiến là tri kiến của bậc thánh. Và đó là cái gì? Có cái khả năng thuộc về bậc thánh, có cái khả năng hướng thượng khiến người thực hành chân chánh diệt tận được khổ đau. Tại vì nếu mà mình hiểu rằng là tất cả mọi thứ trong đời sống này nó không là cái gì hết á, và mình hiểu rằng tất cả mọi thứ nó là nguyên nhân sanh khổ đau, thì một người có tri kiến họ sẽ không làm điều đó. Cho dù chúng ta có thân nghiệp từ, không có khẩu nghiệp từ, ý nghiệp từ, tại vì thân khẩu ý mà chúng ta, cái thân hành của chúng ta, khẩu hành ý hành chúng ta sống không với thiện pháp á, thì chúng ta sẽ tạo nghiệp. Do vậy nếu mà một người mà đã hiểu được điều điều này, nói chung là các vị đã thấy được pháp của các bậc thánh rồi đó, thì thân hành khẩu hành thiện các vị đó sẽ là cái đầu mối cái diệt tận khổ đau, và sẽ không có sống trong cái việc mà không có tương thân tương ái. Và này các tỷ kheo, thế nào là tri kiến thuộc về bậc thánh? Các cái khả năng bây giờ bắt đầu ngày mấy giải thích chữ tri kiến nè. Cái tri kiến mà thuộc về bậc thánh đó là có khả năng thứ nhất là hướng thượng khiến cho người thực hành chân chánh diệt tận khổ đau. Rồi ở đây có nghĩa là hãy khi là người có tri kiến đó, mà mình thực hành đó, thì có khả năng mình hướng thượng, không bao giờ con người mình nó đi xuống được, càng lúc tinh thần của mình nó càng thăng hoa hơn. Và khi người thực hành đó, cái đỉnh cao nhất của sự thăng hoa trong đời sống đó là chúng ta không còn đau khổ nữa. Và ở đây này các tỷ kheo đi đến nha, ngôi rừng hay đi đến dưới gốc cây hay đến chỗ trống vắng và suy nghĩ như sau: ta không có nội truyền. Dạ thưa sư, nội truyền là như thế nào bà sư? Có cô nào trong đây biết truyền Phật là gì không? Đây nè con, cái truyền Phật đây nè. Truyền. Cô ấy nhớ mười truyền Phật không? Thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, dục ái sân ái sắc, ái vô sắc ngã mạn phóng dật và vô minh. Dùng cái trì phượng Tại trong lòng của mình không có truyền Phật, nghĩa là mình hãy ngày nào mình không có tà kiến nữa, không còn thân kiến hoài nghi với cấm thủ nữa, mình không còn sân nữa, mình không còn dính mắc vào ngũ dục nữa, mình không dính mắc vào thiền sắc giới, thiền vô sắc giới nữa, mình không còn chấp vào bản ngã nữa, mình không còn bị phóng dật loạn loạn tâm cuồng trí nữa, và mình hiểu rõ tứ thánh đế, không còn vô minh nữa. Đó là vô minh. Thì khi đó mình được gọi là một người có tri kiến. Rồi, do nội truyền, nếu tâm ta bị truyền phược thì ta không thể biết được sự thật. Bởi vì nếu mà mình bị thân kiến hoài nghi với cấm thủ dục ái sân ái sắc ái vô sắc ngã mạn phóng dật vô minh á, thì không thể nào mình biết được sự thật. Và bản chất sự thật ở đây là gì? Đời sống, cái thân ngũ uẩn này là vô thường, khổ não và vô ngã. Thân này không phải là của ta, là ta, là tự ngã của ta. Và cái bản chất thật của những gì đang xảy xung quanh trong đời sống của mình đó, nó là điều sanh diệt. Và không thể thấy như thật. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo bị tham dục truyền phược, cho đến tâm của vị này bị truyền phược này, các tỷ kheo nếu bị sân truyền phược, bị phân truyền phược này, nếu cái này ở đây không phải ngài nói 10 cái truyền phược đó, mà ngài nói đó là 6 cái, 5 cái truyền cái, đó là dục dục cái, sân độc cái, hôn thủy cái, trảo hối cái và hoài nghi truyền cái. Ở đây á, truyền phược á, không có hiểu theo cái cách kia, mà hiểu cách đó là 6 cái pháp ngăn ngại thiền định và đạo quả, đó là dục truyền cái, rồi sân độc hôn thủy trảo hối và hoài nghi truyền truyền cái. Thì hãy khi nào mà vị nào trong lòng còn những thứ này thì tâm luôn bị dấy động. Này các tỷ kheo, nếu các tỷ kheo bị trảo hối truyền phược cho đến như vậy, tâm của vị này bị truyền phược rồi, này các tỷ kheo, tâm vị này bị thế sự ràng buộc cho đến như vậy, thì tâm này là bị phóng dật. Và này các tỷ kheo, tâm vị này bị thế sự ràng buộc cho đến như vậy, tâm của vị này bị truyền phước, vân vân. Thì hãy những cái vị nào mà bình thường mà chúng ta không có
làm lắng động đi năm cái trì cái này đó, thì vị tỳ kheo đó sẽ sống bị cạnh tranh, bị tranh luận, bị đấu tranh và đã thương lẫn nhau. Và ta không có nội truyền vân 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 vân. Vậy khi nào vị nào đi đến một cái cội cây nhà trống, vị ngồi yên tĩnh xuống mà mình nghĩ rằng là trong lòng của mình còn có nội truyền thì mình phải diệt trừ. Và khi nào mà mình ý thức được rõ ràng là ta không còn nội truyền nữa, không còn năm cái truyền cái dấy động trong lòng của mình, và mình hiểu rằng do nội truyền này thì tâm của ta bị truyền phược và không thể biết được sự sự thật, không thể thấy được sự thật. Ý của ta được khéo hướng đến sự giác ngộ các sự sự thật. Đó là trí thứ nhất mà vị này chứng được, thuộc về bậc thánh siêu thế, các phàm phu không thể cộng chứng. Rồi lại nữa, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: ta bây giờ chúng ta cái tri kiến đầu tiên đó là chúng ta ngài nhận thức được, và các ngài nhận thức được, mình phải nhận thức được trong lòng của mình có những cái pháp ngăn ngại thiền định và phiền não hay không, và mình nhận thức được đó là cái tri kiến thứ nhất của bậc thánh. Rồi cái tri kiến thứ hai nữa đó là vị tử sĩ sao: trong khi ta thực tập tu tập luyện tập nhiều lần tri kiến, ta tự đạt được tịnh tịnh chỉ, ta tự đạt được tịnh chỉ. Vị này biết rõ như sao: trong khi ta thực hành tu tập tri kiến, ta tự đạt được tịnh chỉ, ta tự đạt được tịnh chỉ. Đó là trí thứ nhất mà vị chứng thánh quả thuộc bậc thánh siêu thế, các vị phàm phu không thể chứng. Rồi khi mà các vị đó vượt qua, khi nào các vị đã áp chế được năm truyền cái xong rồi thì các vị mới mới đạt được cái tầng thánh quả kế tiếp. Cái bước vào thánh quả không còn bậc thánh nữa, gọi là bước vào thánh siêu 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 thế đó. Rồi cái trí thứ nhất, rồi cái trí thứ hai, rồi cái pháp tánh là chứng thành tựu hay không. Cái tri kiến thứ thứ ba cũng là tri kiến siêu siêu thế. Rồi vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: pháp tánh Thammata, các vị chứng tri kiến thành tựu pháp tánh như vậy thành tựu hay hay không? Và này các tỳ kheo, pháp tánh ấy là gì? Là một vị chứng được tri kiến thành tựu. Đây là pháp tánh này các tỳ kheo, một vị chứng tri kiến thành tựu. Bất cứ giới tội nào vi phạm giới tội ấy liền được xuất tội, vị ấy lập tức phát lồ bày tỏ trước sau, hay trước sau đó các vị đồng phạm hạnh. Sau khi phát lồ trỏ bài trình bày, vị ấy không hộ trì giữ tương lai. Này các tỳ kheo, viết như một đứa trẻ ngây thơ nằm ngửa hay lật úp vào tay vào chân, nếu tay chân nó bị chạm phải lửa than than đỏ, cũng vậy này các tỳ kheo, đây là pháp tánh mà một vị chứng tri kiến thành tựu. Bất cứ giới tội nào vi phạm giới điều và ở đây ngài nói, ngài đưa ra một cái ví dụ là hãy sau khi mà vị này đã chứng những tầng thánh thánh quả rồi đó, thì vị đó có phạm một cái lỗi lầm nào thì ngay đó vị đó ý thức được liền, giống như một cái đứa nhỏ mà nó chạm tay vào lửa như vậy đó. Khi mà nó chạm tay vào lửa lửa nóng là nó rút tay ra liền, thì cũng vậy khi mà chúng ta phạm một cái lỗi lầm nào thì vị đó tự động ý thức và bỏ ngay cái lỗi lầm đó, vị đó không có vi phạm nữa. Rồi lại nữa, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sao: pháp tánh một vị mà chứng tri kiến có thành tựu hay không thành tựu? Pháp tánh ấy chỉ là cái gì? Tri kiến đây lớn nhỏ giúp cho các vị đồng hành gây sự nỗ lực hiện tại, nhưng tha tiết thăng thượng giới, tăng thượng học, tăng thượng tuệ. Có nghĩa rằng là cái pháp tánh thứ hai mà vị này chứng đắc được đó là vị này nỗ lực thực hiện nhưng tha thiết hướng đến tăng thượng giới là giới học, rồi tăng thượng tâm học đó là định học, và tăng thượng tuệ học. Giới định định tuệ vị này làm phát trưởng, làm thanh tịnh bản thân mình bằng thất tịnh á. Tăng thượng giới học, rồi tăng thượng tâm học, rồi tăng thượng tuệ học. Này các tỷ kheo, ví như một con bê khi đang nhổ trùm măng cỏ trong măng nhưng mà nó vẫn coi chừng con bê cũng vậy. Các vị tỷ kheo, đây là pháp mà bậc tri kiến thành tựu. Bất luận sự việc nào cần làm đau đớn dù lớn dù nhỏ giúp vị đó, vị này luôn luôn chánh niệm. Khi mà một một người mà đã có một cái khả năng thanh tịnh bản thân của mình bằng bằng giới học, bằng định học, bằng tuệ học rồi, thì vị này luôn luôn chánh niệm, cho dù ở trong trường hợp nào cũng ý thức được là những gì đang xảy ra chung quanh mình như thế nào.
Thì cũng vậy, ngày ví dụ giống như là một cái con bò mà nó, một con bò mẹ nó đang trông coi các con bê con này đó, trong lúc đang ăn cỏ, nhưng mà con mắt luôn luôn hướng cái sự chú ý, tâm nó luôn luôn để cái sự chú ý đối với những người con của nó. Thế khi con nó bị chuyện gì đó thì nó có thể là nó đến, nó bảo vệ liền. Dạ. Tuy rằng nó vẫn, khi nó đang nhổ lùm cỏ lên ăn mà nó vẫn coi chừng những con bê, thì cũng vậy. Khi mà một vị mà đã chứng thánh quả rồi đó, vị này khi mà giới định tuệ vị này đã mạnh rồi đó, thì các vị này làm cái gì đi nữa đó, thì thân khẩu ý các vị này khi bất cảnh, và tam nghiệp vị này khi mà chúng ta hành động, thì vị này luôn luôn trông chừng giống như là con bê bê mẹ mà đang trông chừng con mình vậy nè. Dạ. Rồi. Phải nói về cái sức mạnh vị thánh thì tử tri kiến như vậy đó, thành tựu không các tỳ kheo. Dạ. Một vị chứng tri kiến thành tựu trong khi pháp và lực do Như Lai thuyết được giảng dạy, sau khi chú tâm chú ý chuyên chú toàn toàn tâm trí, vị này lắng nghe pháp, vị ấy biết rõ như sau: sức mạnh này, sức mạnh của một vị chứng được tri kiến thành tựu là sức mạnh của đây đây là cái đoạn kế tiếp rồi. Sức mạnh mà một vị chứng được tri kiến thành tựu sức mạnh như vậy, ta có thành tựu. Vị này ý thức được rằng đó là sau khi mình nghe, mình học hỏi Phật pháp xong rồi, mình hiểu Phật pháp và mình hiểu được cái giá trị Phật Phật pháp cho mình có một cái khả năng để mình chế ngự bản thân của mình như thế nào, thì vị đó ý thức được cái sự thành tựu mà do cái việc mà mình học, mình thực hành Phật Phật pháp lại như vậy. Dạ. Rồi tiếp đến lại nữa này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: sức mạnh mà một vị chứng tri kiến thành tựu sức mạnh như ta có thể thành tựu hay hay không, sức mạnh của một vị chứng được tri kiến thành tựu sức mạnh như vậy, ta có thể thành tựu được hay không, và này các tỷ kheo, sức mạnh ấy là gì? Là một, những vị chứng được tri kiến thành tựu, đây là sức mạnh mà các vị tỳ kheo chứng được tri kiến khi trong khi pháp và lược được Như Lai tuyên thuyết được giảng dạy, vị ấy chứng được nghĩa tính thọ. Các vị này hiểu được nghĩa nè. Dạ. Rồi pháp hiểu được nghĩa tính thọ, pháp tính thọ. Dạ. Yeah. Rồi đây là cái vị trí trí thứ thứ bảy. Yeah. Rồi như vậy thì đó là cái nội dung của cái bài kinh này. Bài kinh này từng đoạn thì trong cái nội dung của bài kinh này Đức Phật ngài thuyết cái gì? Sự việc này á, là nó xảy ra tại Cô Sâm Bít. Yeah. Cái bài kinh này có tên Cô Sâm Bít Giá. Đó là các vị tỳ kheo sống tại đó do có sự bất hòa với nhau. Sau khi Đức Phật ngài hỏi xong rồi, ngài mới giải sáu pháp lục hòa, đó là thân nghiệp từ, khẩu nghiệp từ, rồi ý nghĩa nghiệp từ, rồi lợi hòa đồng quân, giới già tới giới hòa đồng tu, và kiến hòa đồng giải. Rồi sau đó xong rồi ngài nói rằng đó là trong sáu cái pháp lục hòa này đó, thì trong tổng có một cái pháp lục hòa quan trọng nhất mà nó làm gì mỗi trong những pháp còn lại, đó chính là tri kiến. Bởi vì nếu mà một người không có tri kiến rồi đó, thì họ sẽ suy nghĩ cái vấn đề nó sẽ lệch lạc, và khi mình lệch lạc như vậy đó, thì nếu mà mọi người cùng có một tri kiến giống nhau, tương đồng nhau, thì sẽ không có xảy ra những cái chuyện kia. Dạ. Chính vì vậy và ngài phân tích nó bảy cái tri kiến đó, trong đó bao gồm những thứ như là chúng ta có thể áp chế được năm triền triền cái, rồi chúng ta có cái khả năng tu tập được giới định định tuệ, rồi chúng ta có cái khả năng để hiểu và học được những cái gì mà Đức Phật chúng ta tăng tăng thượng về giới, về định, về về tuệ, rồi vân vân và vân và vân vân, thì tất cả những cái thứ đó đó nó là thuộc về tri kiến. Mà nếu mà chúng ta đạt được những cái tri kiến đó rồi đó, thì sáu cái pháp lục hòa, thì năm cái pháp lục hòa còn lại đó
Thật ra những cái pháp kia không có cần thiết nữa, bởi vì chúng ta bước lên một cái cảnh giới và chúng ta không có phạm lỗi lầm nữa, tại vì từ bản thân chúng ta có tri kiến, chúng ta ý thức được việc gì nên làm và việc gì không nên làm, và đó cũng chính là cái nội